ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 sắp tới, giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt Ultra Trail 2019 sẽ được bắt đầu với nhiều cự ly khác nhau dành cho vận động viên không chuyên, vận động viên bán chuyên nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp, các câu lạc bộ chạy bộ, trường học, khách du lịch trong nước và quốc tế. Để cuộc chạy đua cự ly 10 km, 20 km, 42 km và đạp xe cự ly 72 km hiệu quả và an toàn trong điều kiện rừng núi, các vận động viên cần chú trọng chuẩn bị sức khỏe, tập luyện và bảo hộ. Một vận động viên có cơ bắp mạnh hay một trái tim khỏe cũng chưa đủ sức để chạy khi hệ cơ, xương khớp chưa được tốt. Ví dụ đó, chẳng hạn là chạy marathon 5 cây số, 21 cây số, 42 cây số hoặc là ví dụ có những cái trekking mà đi bộ 70 cây số chẳng hạn, thì trước hết chúng ta phải cho cơ thể chúng ta luyện tập từ từ trước. Đó là chẳng hạn như là mình cho chạy bộ trên máy hoặc là mình thử chạy bộ ở ngoài. Và cơ thể mình nó có cái hay chỗ là nó có thể là thích nghi từ từ được. Có nghĩa là nó có một khiếm khuyết, nhưng nếu mà chúng ta cứ luyện tập mỗi ngày đó thì những cái bộ phận khác nó sẽ gánh và nó bù trừ cho được. Các bạn trẻ hoặc là các bạn tuổi trung niên mà các bạn muốn chơi những cái môn như vậy, muốn tham gia những cái giải lớn như vậy thì chúng ta phải có cái thời gian chuẩn bị. Ví dụ một cái giải marathon 42 cây số thì các bạn chuẩn bị ít nhất phải cả năm trời. Hiện giờ thì chúng ta có những cái trung tâm họ có thể test được cho chúng ta về vấn đề tim mạch nè, hô hấp nè chẳng hạn. Đối với hệ cơ xương khớp thì nó không có cái máy đo, thì người ta sẽ test bằng cách là cho bệnh nhân chạy thử trên những cái máy chạy chẳng hạn. Nói tóm lại để trả lời câu hỏi cho bạn, làm sao chúng ta biết được chúng ta có thể chơi được hay không, thì chúng ta phải đến các cái trung tâm y tế để người ta kiểm tra cho mình các cái vấn đề về tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp. Khi tham gia giải chạy đường dài, nhiều chuyên gia khuyên các vận động viên không nên tăng tốc đột ngột, vì cơ thể của chúng ta vận động sẽ lấy đi năng lượng từ nguồn dự trữ glycogen ở gan và ở những mô khác. Năng lượng này được sử dụng khoảng 30 phút đầu tiên cho đến 1 giờ và cạn kiệt. Sau đó, cơ thể tiếp tục lấy năng lượng từ những mô khác như chuyển hóa từ mô mỡ, cơ, vân vân. Các cơ này giải phóng năng lượng sẽ chậm hơn và không có khả năng duy trì lâu cho việc tăng tốc quãng đường dài, nên các vận động viên sẽ bị đuối sức, khiến một số người phải bỏ cuộc sớm. Do vậy, khi quyết định tham gia giải đường trường, vận động viên cần phải chạy đều, không được đi bộ để cơ thể phóng thích năng lượng một cách từ từ, không nên chạy nhanh hết sức ngay sau khi xuất phát. Song song với quá trình chạy đường trường, hiểm trở, các vận động viên cần phải được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Đặc biệt, ở Việt Nam, thời tiết nóng ẩm làm cơ thể thoát mồ hôi nhiều, dễ mất nước. Như vậy, một người bình thường là có thể uống là 2 lít đến 2 lít rưỡi, nhưng những vận động viên họ phải uống nhiều hơn, có thể gấp đôi hoặc gấp 3, tại vì sẽ bù cho cái lượng mồ hôi mất ra. Và thứ hai nữa là người ta khuyên là cái gì cung cấp năng lượng nhanh nhất, nó chính là đường. Và đường đây dưới dạng đường carbohydrate, khi đó nó sẽ bổ sung thêm cái năng lượng và nó làm cho cái trí não có thể hoạt động tinh tế hơn, có thể là giữ được cái sự minh mẫn của đầu óc và đồng thời cung cấp được cái năng lượng cho cơ để mà hoạt động. Và ngoài ra đó, khi chạy mồ hôi nó ra đó thì nó sẽ mất những cái điện giải, ví dụ natri nè, kali nè, clo nè, thì những cái vi khoáng ví dụ magie nó sẽ thoát ra đường mồ hôi nó đi ra ngoài. Thành ra là bên cạnh những cái loại nước bình thường, như những loại nước mà cung cấp năng lượng như vậy, thì họ cần phải có những cái loại nước khoáng cung cấp lại những các cái ion mà cần thiết cho cơ thể để không có bị tụt giảm. Đối với những vận động viên chạy xe đạp, cần có các dụng cụ bảo hộ vùng gối và vùng cổ tay. Khi nắm tay lấy lâu, các vận động viên dễ bị hội chứng ống cổ tay do bị gập. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo khi đến những giai đoạn nghỉ ngơi, cần có bài tập cho ống cổ tay, gối và kể cả những bài tập cho lưng. Lưu ý, trước cuộc đua một ngày, các vận động viên cần được thả lỏng, nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt tinh thần và sức khỏe.